Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GoShop 24 giờ. Và như các bạn cũng thấy, cuộc sống ngày nay thì vận hành ngày càng vội vã và nhanh gấp. Chúng ta thì hàng ngày ngoài việc đi làm, đi học, phải hít rất nhiều khói bụi từ ô tô, xe máy hay là những cái nhà máy đang thải ra, thì việc chúng ta ăn thực phẩm có nhiều hóa chất hay là việc chúng ta thường xuyên phải tiếp khách, tham gia những cuộc nhậu, nó cũng dẫn đến lá gan của chúng ta ngày càng bị yếu đi. Và gan chính là một bộ phận rất là quan trọng trong cơ thể các bạn nhé. Nó là nơi đào thải các độc tố giữa cơ thể để giúp cơ thể chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Nếu như lá gan của bạn yếu đi, chức năng lọc độc tố của nó cũng sẽ giảm đi, thì cơ thể chúng ta sẽ tồn dư rất nhiều độc tố trong cơ thể. Nó sẽ dẫn đến chúng ta sẽ bị mắc rất nhiều căn bệnh lạ mà chúng ta không thể biết được nguyên nhân. Chính vì vậy, làm thế nào để cho chúng ta có một lá gan khỏe mạnh bây giờ? Vậy thì hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với bạn dòng sản phẩm mà GoShop 24 giờ hiện nay đang cung cấp trên thị trường Việt Nam được rất nhiều người ưa chuộng. Đấy chính là nấm linh chi sừng hiêu. Vâng, tại vì sao mà Ngọc Hoa lại nói rằng nấm linh chi sừng hiêu Hàn Quốc đang được ưa chuộng? Bởi cái tác dụng bồi bổ cho lá gan. Đây chính là nấm linh chi sừng hiêu các bạn nhé. Nhìn rất giống một cái sừng con hiêu này. Bởi vì trong nấm linh chi sừng hiêu có hợp chất steroid, nó giúp giải độc gan và làm gan ngừng tổng hợp cholesterol, giúp cho chúng ta không bị bệnh máu nhiễm mỡ. Ngoài ra thì sau đó, sau khi mà làm gan không ngừng không tổng hợp cholesterol nữa, thì nó sẽ trung hòa các loại virus, kèm theo nữa là nó sẽ ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn vào lá gan. Nên những ai mà đang mắc bệnh gan như là xơ gan, viêm gan hay là gan nhiễm mỡ nên uống nấm linh chi sừng hiêu hàng ngày vào buổi sáng, nhất là lúc đói. Nó sẽ giúp cho bạn bài tiết những độc tố ra ngoài cơ thể một cách tốt nhất để đem lại cho chúng ta một lá gan khỏe mạnh nhất. Nên nhớ, nếu như bạn bị bệnh gan nhiễm mỡ, nó cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến các bệnh về cao huyết áp. Mà cao huyết áp thì sẽ dẫn đến tai biến và đột quỵ. Các bạn biết rõ điều đó. Vậy thì đừng để lá gan của chúng ta bị tổn hại quá nhiều. Hãy cứu lấy lá gan của mình và chữa khỏi nó, bảo vệ nó để chúng ta có một sức khỏe tốt hơn, không chỉ chính cho bạn mà còn cho người thân của gia đình bạn nữa. Vâng, với chính sách của GoShop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn lấy tiêu chí chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn cam kết với khách hàng mang lại những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng để khách hàng sử dụng để bảo vệ cũng như cải thiện khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Với chính sách của GoShop 24 giờ thì các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi nhận sản phẩm, cũng như là các bạn có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu Hàn Quốc thì bạn có thể truy cập vào trang web goshop24giờ.com, chat online với chúng tôi, hoặc là các bạn có thể gọi điện theo số hotline 0904886428. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể bảo vệ được lá gan của mình bằng nấm linh chi sừng hiêu Hàn Quốc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.